Deva Shop xin chào toàn thể các anh nhé. Để phục vụ các anh chơi lửa trong cái mùa dịch Covid này thì hôm nay Deva Shop sẽ giảm giá sập sàn cho các anh những chiếc bật lửa Zippo đời La Mã ở trước mặt các anh đây. Thì tất tần tật những chiếc Zippo này thì ngoài hai bản 1999 này ra thì tất cả đều là sơn tĩnh điện. Đó. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua về từng mẫu một cũng như là giá về từng chiếc nhé. Giá thì em cũng đã để ở trên này và năm sinh của nó nhé. Năm sinh của nó em để ở trên này. Đó. Trước tiên mẫu đầu tiên muốn giới thiệu là mẫu với giá là 900.000 và đây là chiếc hình con ngựa, năm sản xuất là 1997 đó. Thì chiếc này em có hai chiếc, mẫu này em có hai chiếc đây, một chiếc này đều đồng giá là 900.000 hết đó. 900.000 này là giá giảm rồi đây nhá, giá giảm rất nhiều so với cái giá bán đợt bình thường rồi đó. Cái mùa dịch Covid này thì em cũng muốn có một cái gì đấy để mà gửi tới các anh đó. Giảm giá sập sàn luôn, chỉ 900.000 phiên bản này, năm 1997 La Mã này đây, 12 La Mã nhé. Âm khá là hay, cốt đầu này, ruột vỏ trùng năm, tháng lệch 1 tháng, giá là 900.000. đây sẽ lấy luôn chiếc ở dưới để các anh xem hai chiếc giống nhau nhé. Đây là 1997 này, A và E đó, trùng năm, giá 900.000 nhé. Nhớ giúp em mã này có mã là ở đây, mã nó sẽ là Z549 ngay nhé. Ok, đến chiếc thứ hai là chiếc sinh năm 1999, chiếc Satin, mã là 583, giá là 1.000.000 năm 1999 này. Đấy, rất là hay. Đây em có hai chiếc nha, giống hệt nhau, giá 1.000.000. Đó. Đến chiếc này là chiếc Hawaii, giá 950.000, sơn tĩnh điện màu đen, vì thời gian có không có nhiều cho nên là em sẽ giới thiệu sơ qua thôi nhé. Còn anh nào mà quan tâm thì cứ bình luận số điện thoại số hoặc cái bạn Zalo của em qua số 0918924444 để em giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm. Chiếc này thì là biểu tượng Italia, năm 1992, ra đời năm 1992, có giá là 950, đang là giảm kịch sàn rồi trong cái tháng này thôi, đó, trong cái mùa này thôi. Nếu như lần sau anh bỏ qua cái cơ hội lần này thì lần sau sẽ không có cái giá này để mà mua nữa đâu nhá. Đấy, đây luôn này, năm 1992 đó, 8 La Mã đó, 950.000, mã là 584. Và chiếc này là chiếc đắt nhất trong cái, những cái mẫu này. Chiếc này được ra đời vào năm 1986, mã là Z508, chủ đề này đấy, giá là 1.900.000, 1986 giá 1.900.000, đang sell sập sàn gần sát với lại giá nhập rồi các anh nhá. Đó, chỉ còn 30 thì tiền ship thôi đấy, 1986. Đây là chiếc 1997, giá 1.100.000, mã là Z596, giá 1.100.000. Đó. Chiếc này là 1997, 950.000, mã là Z574. Đó. Âm tất cả đều rất là hay nha, bởi vì cốt của chúng nó đều là bằng đồng. Chiếc này thì ruột khá là chặt. Đây. Anh nào quan tâm mẫu nào thì cứ inbox qua Zalo của em hoặc là bình luận số điện thoại xuống phía dưới này, em sẽ gửi video chi tiết hơn nhé. 1992 giá 1.000.000 này, mã là Z576. Âm tất cả đều rất là hay. Trên đây là 10 mẫu nhé anh nhé, 10 mẫu. Đó, những mẫu nào mà đã bán rồi thì em sẽ comment xuống phía dưới. Đây, 10 mẫu, anh nào thích mẫu nào thì cứ